Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm máy băm cây hiệu quả và tiện lợi để chăm sóc vườn tươi tốt hơn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về máy băm cây động cơ xăng Takio TK65 từ hãng Takio Việt Nam. Với công suất động cơ lên tới 7 mã lực và dung tích xi lanh 196cc, máy băm cây Takio TK65 có thể xử lý các loại cành, lá và cây một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều chỉnh độ rộng cây cắt từ 2 đến 8cm, sản phẩm này có thể đáp ứng nhu cầu của bạn đối với các khu vườn lớn. Sản phẩm được thiết kế với dung tích bình xăng 3.6 lít, đảm bảo cho người dùng có thể sử dụng lâu hơn trước khi phải nạp lại nhiên liệu. Ngoài ra, máy còn có trọng lượng khoảng 60kg, không quá nặng để di chuyển từ một vùng đất này sang vùng đất khác. Sản phẩm được bán kèm với các phụ kiện như lưỡi cắt và dụng cụ vệ sinh máy, giúp cho việc sử dụng và bảo trì sản phẩm trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Hãng Takio, Việt Nam là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Sản phẩm của họ luôn được đánh giá cao về chất lượng và độ bền, đảm bảo sự an tâm cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm máy băm cỏ đáng tin cậy và hiệu quả để giúp cho công việc chăm sóc vườn của bạn trở nên dễ dàng hơn, máy băm cây động cơ xăng Takio TK65 chắc chắn là một lựa chọn tốt cho bạn. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.